Em nhìn nhận vấn đề hiện nay thì dịch bệnh nCoV đang diễn biến khá là phức tạp, thì số ca lây nhiễm đang ngày một tăng lên. Tuy nhiên thì đối với dịch bệnh này thì hiện tại thì chúng ta chưa có thuốc đặc trị, cho nên là đang gây một nỗi lo sợ cho nên cho mọi người. Dạ, em cảm thấy tình hình nCoV hiện nay thì khá là nguy hiểm và các bệnh nhân hiện đang ngày càng tăng lên. Em cảm thấy rất là lo lắng về tình hình nCoV hiện nay. Hai cái bệnh nhân mà bệnh nhân số 17 và số 34 á, thì không có chịu cách ly sau khi cái khoảng thời gian mà mình đi nước ngoài về, thì em thấy việc đó là không đúng. Các bệnh nhân mà gây lây nhiễm cho người khác thì họ không có cố ý, mà đó là cái dịch bệnh mà họ ngoài ý muốn của họ thôi. Họ chỉ nghĩ là họ bị bệnh sốt nhẹ bình thường, nhưng mà thực ra đó là dấu hiệu của nCoV mang lại. Đầu tiên là gia đình em thì nó ảnh hưởng khá nhiều, bởi vì ba mẹ em thường hay đi làm việc ở ngoài nên dịch bệnh nó sẽ trở nên khá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến công việc. Còn đối với cuộc sống của em thì dịch bệnh nó đã cản trở cũng như là việc học, cũng như là việc ra ngoài hay đi chơi của em. Trước khi nCoV phát triển thì em được học đến trường, vẫn được vui chơi giải trí cùng bạn bè, nhưng sau khi nCoV phát triển thì em không được đi học mà chuyển qua học việc học online và không được tụ tập nơi đông người. Học online thì tụi em không tiếp thu được tất cả kiến thức của thầy cô mang tới. Dạ, thường một tuần thì tầm 1-2 lần sẽ có đi ăn uống rồi vẫn về nhà, chứ không được đi chơi nhiều nơi như là lúc trước khi có dịch bệnh à. Chào các em sinh viên của thầy. Chào một lần nữa. Xin chào quý vị phụ huynh đã kiên nhẫn theo cho đến giờ này, và cũng xin trân trọng chào quý đồng nghiệp, các giảng viên của trường Đại học Văn Lang và các trường bạn. Tôi nói đến chữ một lần nữa bởi vì chương trình của chúng ta đã làm và bị gãy vì một số lý do kỹ thuật. Mà hiện nay thì tôi đang là người nói chuyện với các bạn, tôi xuất hiện trên màn hình trước ống kính, cho nên cho phép tôi là thay mặt cho ekip làm thực hiện chương trình này, từ ghi hình cho đến hậu kỳ cho đến khoảng 10 người đang làm chương trình này, và tất cả mọi người đều rất lo, mọi người đều có một tí xíu sợ là không biết các bạn sẽ cảm nhận nó như thế nào. Và cho phép tôi xin đại diện cho ekip làm chương trình tối hôm nay xin lỗi các bạn, và tôi cũng cố đi trấn an mọi người, khuôn mặt cười tươi, và tôi bảo rằng là hey, những chuyện như thế này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nó có thể xảy ra bất cứ ở đâu. May hôm nay nó xảy ra như thế này để chúng ta có thể có một cơ hội để chỉnh sửa nó, để những lần sau nó không xảy ra nữa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rất rõ là những lần sau có thể sẽ xảy ra một việc gì đó khác, bởi vì cái sự thay đổi nó là cái nó xảy ra rất dễ dàng, rất đơn giản, mọi lúc mọi nơi trong suốt cả cuộc đời mình. Và COVID-19 là một sự thay đổi lớn. COVID-19 nó là một sự thay đổi, nó không còn nằm ở một cá nhân, một gia đình, một nhóm người, một cộng đồng, mà nó là câu chuyện của nhân loại. Nó là câu chuyện toàn cầu. Nó là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta mở Facebook lên, mở tin, mở đài, mở báo, chúng ta thấy rằng nước này đóng cửa biên giới như Canada mới chiều nay, nước kia là cấm nhập, cấm xuất, xong rồi chuyến bay bị hủy, rồi chùa chiền, rồi nhà thờ, rồi karaoke, những điểm ăn chơi nhảy múa, ở nhà hàng, tất cả một cái bùm đóng lại. Bánh nước nó là một sự thay đổi lớn. Với một sự thay đổi lớn như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta ngồi yên một chỗ và than thân trách phận, rồi chúng ta tại, chúng ta bị, chúng ta đưa ra những lý do, rồi chúng ta lại nói rằng là ồ, mình không biết tương lai. Sự thật, không ai biết tương lai. Chúng ta, cái ngày mà mình ăn Tết dương lịch, ăn Tết âm lịch, mình đâu biết chúng ta sẽ gặp một chuỗi ngày sau đó như thế nào. Và bây giờ cũng không ai trả lời được là chuỗi ngày này nó sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng điều mà không có ai có thể cấm được mình đó là cái suy nghĩ của mình. Bạn chọn, hoặc là bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn than, bạn buồn, bạn chán, bạn thất vọng, bạn tại vì, hoặc là chính bạn sẽ chọn cái suy nghĩ tích cực, và đó là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Trong lúc mà tôi
túc tắc tôi kể chuyện cho các bạn sinh viên nghe. Câu chuyện thời sinh viên, câu chuyện các bạn sẽ thay đổi những gì, rồi câu chuyện đi làm. Bởi vì chương trình mà hôm nay chúng ta còn có gia đình, có những anh chị em của các bạn, có người yêu của các bạn. Cho nên câu chuyện nó có thể rộng hơn, để ngày hôm nay hoặc là cái giai đoạn này, nó sẽ là một cái dấu ấn, nó sẽ là một cái sự kiện, nó là một cái điểm nhấn để chúng ta thay đổi từ bên trong mình, thay đổi suy nghĩ của mình, và nó thành một cái hành trang mới cho cái hành trình của mình trong con đường dài phía trước. Đồng hành cùng với tôi trong buổi livestream tối hôm nay còn có thêm cô Minh Hoa. Cô Minh Hoa là dạ, rồi có đội kỹ thuật ra nhắc là đừng nhìn tivi mà nhìn camera. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Thỉnh thoảng bạn cho tôi tung tăng như vậy nha, tôi thích như vậy lắm. Dạ. Với sinh viên mà đã học lớp của thầy rồi á, thì chúng ta sẽ chào nhau theo cái cách mà tụi mình vẫn thường đến lớp ở trong sân trường như thế này, đúng không? Oh yeah. Quay trở lại, hôm nay có cô Minh Hoa cùng với lại cùng với thầy sẽ dẫn câu chuyện đi về câu chuyện tư duy tích cực. Xin chào cô Minh Hoa, xin cô Minh Hoa giới thiệu một tí xíu về mình cho các sinh viên và phụ huynh biết về cô Minh Hoa. Dạ, em cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Xin kính chào quý vị khán giả và xin chào tất cả các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình. Thì em là Minh Hoa, là nhân viên quản lý dự án phát triển năng lực học tập sinh viên của Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Và hôm nay em cũng rất là hân hạnh khi mà được đồng hành để lắng nghe và được giao lưu với anh Trần Đình Dũng trong cái chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn cô Minh Hoa. Thực ra các em biết không, cô Minh Hoa là chủ nhà. Cô Minh Hoa là người của Trường Đại học Văn Lang và thầy được mời đến để kể chuyện cho các em. Nhưng mà em biết rồi đó, bạn nào mà học với thầy biết rồi, thầy lanh lắm, trời ơi, ác vía, chỗ nào mà có thầy là coi như là toàn là thầy nói không à. Thì hôm nay thầy sẽ xí nói kể chuyện cho các em nghe phần đầu, rồi sau đó thầy với cô Minh Hoa sẽ tung tăng với nhau. Và trong lúc mà thầy túc tắc thì kể chuyện cho các em nghe đó, thiết tha đề nghị các bạn đặt câu hỏi nhé. Rồi thầy có một bộ phận thư ký sẽ đọc và lọc câu hỏi đó. Thầy sẽ chọn 5 câu hỏi hay nhất và thầy trả lời luôn trong buổi hôm nay. Tuy nhiên những câu hỏi mà hay như vậy mà thầy trả lời như vậy thì chắc chắn điều là các em sẽ được qua. Đồng ý không? Đồng ý thì mình tham gia cuộc chơi như thế này nhé. Và nói trước luôn, quà sẽ là một cái quyển sách sắp sửa ra mang tên là Viết cho người thương. Thầy viết đó. Các em ạ, câu chuyện Covid-19 là câu chuyện buồn. Đó là một câu chuyện mang đến nỗi lo. Cái video clip đầu chương trình các em thấy rồi, sinh viên của trường mình nói nó thay đổi hết mọi thứ. Đúng. Doanh nghiệp, nhà nước, cách thức quản lý, cách chúng ta quản lý, cách chúng ta sống, cách chúng ta tương tác, cách chúng ta giao tiếp với nhau, tất cả đều thay đổi. Các em biết là trước đây chừng 2 tháng chúng ta gặp nhau, chúng ta bắt tay nhau, chúng ta ôm nhau, chúng ta nhìn nhau, chúng ta nói chuyện với nhau. Còn bây giờ không, mình bảo vệ mình và mình bảo vệ người mình thương, và chúng ta nói chuyện với nhau qua cái khẩu trang. Tất cả đều thay đổi, dù chúng ta chủ động hay chúng ta bị động, chúng ta đều thay đổi. Thế thì chúng ta sẽ thay đổi điều gì ở bên trong mình trong cái hành trình sắp tới? Bởi vì nó có một câu mà thầy cũng muốn nhắc lại với các em, đó là sự thay đổi là điều duy nhất bất biến trong cuộc đời này. Cái ngày các em vào trường, đó là sự thay đổi lớn của cuộc đời. Cái ngày các em ra trường, đó là sự thay đổi lớn. Các em có việc đầu tiên, các em có sếp đầu tiên, các em có tình yêu đầu tiên, các em lập gia đình, các em ra một cái gia đình riêng, tất cả đều là những cái sự thay đổi. Và khi mà em đi như vậy thì em sẽ thấy rằng là cái sự thay đổi đó nó làm cho em lớn hơn, làm cho em trưởng thành hơn, làm cho em chín chắn hơn, làm cho em biết cách đối nhân xử thế, làm cho em biết cách sống hơn. Thế quay trở lại chuyện Covid mà chúng ta đang nói với nhau. Chủ đề của chương trình hôm nay nói về tư duy tích cực. Đã bao nhiêu em sau khi nghe nói ồ tối hôm nay có thầy Dũng sẽ nói chuyện với các em về tư duy tích cực, thế là bao nhiêu người thực sự lên trên mở máy tính hoặc là mở điện thoại ra đi search liền positive thinking, tư duy tích cực nó là cái gì, nó có những trường phái nào, ai nói, công thức như nào, bao nhiêu người làm chuyện đó? Thầy tin là ít. Thầy biết là có nhưng mà thầy tin là ít. Bởi vì sao? Mình chưa chủ động.
chúng ta chờ đến lúc đó thầy Dũng sẽ kể cho nghe, chứ chúng ta chưa tìm trước thông tin để đến cái lúc mà chúng ta gặp nhau thế này, chúng ta tương tác và các em đặt câu hỏi cho thầy. Thế tư duy tích cực là gì? Nó có nhiều định nghĩa, nó có nhiều trường phái, và thầy không giỏi bằng Google. Muốn biết nó là cái gì, nó ở đâu, ai nói cái gì, những định lý, những lý thuyết, những công thức như nào, lên Google. Bởi vì tất cả chúng ta bây giờ gom lại, mình không có giỏi bằng Google. Google có thông tin trên đó. Tuy nhiên, đấy là một thái độ sống các em ạ. Đó là cách chúng ta ứng phó với những sự thay đổi, cách chúng ta đối nhân xử thế, cách chúng ta sống với nhau. Rất dễ để các em thấy là mình chê bai, chỉ trích, mình nhìn thấy cái sai, mình nhìn thấy cái xấu, mình thấy cái chương trình đào tạo đặc biệt á, các em biết không? Chúng ta bắt đầu buổi học của mình là gì? Năm giác quan. Mình nhìn, mình nghe, mình chạm, mình nếm, mình ngửi. Nhưng mà với năm giác quan như vậy, chúng ta chọn gì? Các em chọn chuyện vui hay chọn chuyện buồn? Các em nhìn cái đẹp hay nhìn cái xấu? Các em quyết định là hít cái thơm hay là hít cái không thơm? Các em chạm quyết định là sạch hay là dơ? Ô, mình là người quyết định, chứ không thể nói rằng thầy ơi, bây giờ nó dơ hết trơn rồi. Không thể có được một nơi dơ tuyệt đối, không thể có được một chỗ buồn tuyệt đối. Sự tỉnh táo, cái sự mẫn tuệ, cái con người mình là cái làm cho mình quyết định là mình chọn cái vui trong một cái đống buồn. Thế bây giờ câu hỏi, Covid có gì vui? Thế nào có bạn cười hí hí bảo rằng là trời ơi thầy lớn rồi, thầy thích giỡn mà thầy giỡn kỳ mà Covid có gì vui? Có chứ. Rảnh, đúng không nè? Không đi học, không đi siêu thị, không đi shopping, không ngồi trà sữa, không thôi hết. Ô, tự nhiên với Covid-19 các em có một cái quỹ thời gian khổng lồ. Em làm gì với thời gian đó? Khi ngồi trong lớp bảo rằng là thầy ơi em yếu tiếng Anh, em có những quyển sách hay em không có thời gian để đọc, em có những người bạn không bao giờ em nói chuyện, thầy ơi em thích nhạc này nhưng em thích chơi một loại nhạc cụ này nhưng mà em chưa có thời gian để chơi. Trời ơi, bây giờ là cái lúc mà bạn làm tất cả những gì bạn muốn với một cái quỹ thời gian mênh mông, tại sao mình không nghĩ chuyện đó? Rồi cũng là chúng ta rất dễ để cho cái thói quen cảm xúc tiêu cực nó kéo mình đi. Và bây giờ mình điều chỉnh nó nhé. Covid, cái dịch cúm này, nó là một phần thầy gọi tên là rất là bình thường của sự vận động của nhân loại. Em nhìn thấy có những nơi mà nó có thiên tai, ví dụ như là bão lụt rất nhiều. Miền Trung mình gánh biết bao nhiêu cơn bão lụt hàng năm. Có nơi động đất như Úc đợt vừa rồi, cháy rừng, tất cả đều là thiên tai. Chúng ta không ngồi đổ lỗi tại bị, nhưng mà mình đối diện với nó như thế nào? Và với mỗi một cái thiên tai như thế, với một cái sự kiện như thế, với một sự thay đổi như vậy, cuộc sống nó thay đổi, cuộc sống nó đảo lộn. Thị trường chứng khoán đi xuống, rồi người ta nhìn nhau lo lắng, rồi người ta hốt hoảng. Đến bây giờ thầy vẫn đang đặt một câu hỏi cho rất nhiều người bạn của thầy là doanh nhân thành đạt đấy. Ủa, khi mà Covid nó xuất hiện như vậy, tại sao người ta đi mua giấy vệ sinh? Đến giờ thầy cũng chung hiểu, mà mua nhiều luôn rồi nha. Thầy hiểu cái cảm giác đi mua gạo, thầy hiểu cảm giác đi mua dầu ăn, tại vì đó là lo sợ. Nhưng mà đi mua giấy vệ sinh là cái đến giờ đó vẫn là sự bí ẩn của thiên nhiên, của sắc kỳ vậy ta. Chút nữa thầy sẽ hỏi cô Minh Thoa, để cô Minh Thoa hy vọng là có một cái góc nhìn của phụ nữ có thể trả lời được cho chúng ta về chuyện đấy. Tuy nhiên thầy cũng biết là cô Minh Thoa đến với chương trình này với một cái danh sách rất là nhiều câu hỏi, mà nhân tiện đây cô Minh Thoa cũng sẽ hỏi thầy để cái nào thầy biết thầy chia sẻ hết mình cho các em. Và thỉnh thoảng thầy cũng sẽ quẹo một tí xíu cho phụ huynh, bởi vì chúng ta sống trong một cái tam giác gia đình, nhà trường và xã hội. Mỗi một người sẽ ở giữa cái trung tâm đó, tam giác đó. Và cách chúng ta tương tác với gia đình, với nhà trường, với xã hội như thế nào, thì điều đó nó khẳng định mình là ai và nó dẫn mình đi về đâu. Một câu hỏi phụ trước khi mình đi tiếp, các em thực sự muốn cái gì? Bằng bây giờ năm sau, bằng bây giờ 5 năm nữa. Câu thầy hay hỏi sinh viên của thầy, mỗi khi thầy bắt đầu lớp, thầy hay dặn cái gì? Hey, bạn thích cái gì trong buổi hôm nay? Bạn muốn cái gì?
Nếu các em đọc một cái quyển sách 7 thói quen của người thành đạt, các em sẽ biết rằng là cái bạn cần phải bắt đầu với kết quả mong đợi, luôn luôn nghĩ đến kết quả, luôn luôn biết rõ mình muốn cái gì. Và tại sao điều này nó quan trọng, em biết không? Trong quá trình mà thầy soạn bài, thầy đọc tài liệu để có một cái buổi nói chuyện như thế này với các em, thì thầy vô tình đọc được một cái nghiên cứu của trường đại học Pennsylvania. Và tự nhiên thầy nhớ đến một cái mà khi mà mình chơi Facebook, nó có một cái câu lúc nào nó cũng xuất hiện, câu chuyện nó như thế này. Trường đại học Pennsylvania là một cái khảo sát 250.000 người suốt 6 năm. 250.000 người nhiều lắm nha, suốt 6 năm. Làm cái khảo sát nhỏ nhỏ là ấy, bạn đang nghĩ gì? Thấy câu này quen không? Facebook đó, khi em mở Facebook ra, nó có cái dòng đầu tiên, bạn đang nghĩ gì? Đó, nó bắt đầu từ cái câu chuyện, bạn đang nghĩ gì? Thì bạn nghĩ gì cái bạn viết ra, cái bạn cất đi, ngày tháng viết ra, cất đi. Nghĩ gì, ngày tháng viết ra, cất đi. Một thời gian sau, tự nhiên 250.000 người được phỏng vấn, được khảo sát, chia thành hai nhóm. 98% là nhóm bình thường, 2% là nhóm vượt trội. Họ vượt trội là họ thành công trong cuộc sống, họ hạnh phúc trong cuộc đời. Họ vượt trội là bởi vì họ đi được đến cái mục tiêu của họ, họ tìm được mục đích của cuộc đời họ, 2%. Thế thì cái sự khác biệt nó nằm ở đâu? Khi xem lại những cái dòng thông tin mà những người khảo sát họ ghi đó, thì 2% họ ghi rất, bạn đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ đến điều tôi muốn và tôi nghĩ đến cách làm sao để đạt được cái tôi muốn. Còn 98% những người còn lại thì tại trời, tại đất, tại nhà, tại xe, tại trường, tại lớp, tại bạn, tại đồ ăn, tại internet, toàn tại người khác đúng không ạ? Đấy là sự khác nhau. Ngày nào em lên Facebook, em cũng thấy một cái câu, bạn đang nghĩ gì? Và nếu em đọc Facebook của em trở lại về lịch sử, em đọc Facebook của những người khác thì em sẽ thấy gần như 98% thói quen của chúng ta là chúng ta nói về cảm xúc tích cực, chúng ta nói về sự kiện bên ngoài, chúng ta nói về một nhân vật nào đó, chúng ta nói những cái chuyện rất là rộng lớn, nhưng rất ít người nói tôi muốn cái gì, tôi cần phải làm gì để đạt được cái tôi muốn. Các em nhớ dùng thầy điều này, bởi vì quay trở lại, đấy là tư duy tích cực, đấy là chìa khóa để các em, để gia đình mình, để cộng đồng mình, để xã hội mình, để đất nước mình cùng nhau vượt qua cái cơn dịch cúm Covid này. Bạn muốn cái gì và bạn làm sao để vượt qua nó? Đặt mục tiêu. Ngày em đi, em học xong tốt nghiệp, em ra khỏi cổng trường Đại học Văn Lang, em đi làm, sếp em cũng hỏi câu đó à, bạn muốn gì? Nếu bạn không nói được bạn muốn gì thì công ty sẽ nói cho bạn biết công ty muốn gì và bạn thực hiện ạ. Cho nên mục tiêu dành cho sinh viên trường Đại học Văn Lang và các sinh viên của trường đại học khác, trước khi các em nghĩ rằng các em MBA thì hãy bắt đầu học MBO. Câu này câu thầy hay chế với sinh viên của thầy lắm. MBO đó là Manage by Objective, bạn quản lý bằng mục tiêu. Buổi sáng thức dậy, hôm nay tôi muốn cái gì? Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đã làm được gì để đạt được cái tôi muốn sáng hôm nay? Và mình sâu chuỗi nó lại. Thế bây giờ câu hỏi tư duy tích cực đó, bạn muốn cái gì? Và trong một cái chuỗi những cái mà bạn gọi là buồn, bạn gọi là rối, bạn gọi là bạn than thân trách phận, bình tâm là tí, hít một hơi thật sâu, nghĩ trong đầu một câu, ê, tôi muốn cái gì? Đó là điều đầu tiên, đó là bước đầu tiên để chúng ta nói câu chuyện tư duy tích cực. Kế đến nữa, mình có thể đặt những câu hỏi, điều gì vui? Và mình khai thác được điều gì, cái gì trong giai đoạn này. Bởi vì nếu em để ý, em mới thấy rằng là chữ nguy, chữ cơ nó đi cùng với nhau. Nó có nguy hiểm, nhưng mà nó cũng có cơ hội. Cơ hội để các em gần gia đình hơn. Các bạn mà học lớp của thầy rồi, thầy hay hỏi, mẹ mình có mùi gì?
Và thầy biết là có một bạn đang ngồi xúc động cười tủm tỉm với cái câu này. Và thầy xúc động vì câu trả lời của em. Thầy mẹ em có mùi thịt nướng. Trời ơi, cái câu đó thầm thì thương dễ sợ luôn. Rồi sau đó em nói trong giọng rưng rưng, và em nhỏ lớn mẹ em nhà bán cơm tấm bán thịt nướng, rồi buổi sáng em thức dậy em đi học, em nghe mùi thịt nướng mà em quên mất điều đó cho đến khi thầy hỏi em mới biết rằng mẹ em có mùi thịt nướng. Thế thì bây giờ nhân mùa Covid-19 mình có nhiều thời gian với gia đình, với mẹ, với cha, với người mình yêu thương, học cách viết, học cách tập, bắt đầu từ viết đi. Kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật giao tiếp nó lại bắt đầu từ câu chuyện nghe, nói, đọc, viết rất là cơ bản. Tập viết đi, viết một cái thư cho mẹ mình, cho ba mình, tí tỉ thứ để làm, chơi một loại nhạc cụ đi. Lớp của thầy có một bạn, có nhiều bạn đưa ra mục tiêu là gì? Và mục tiêu của em là giảm ký, thưa thầy em cần giảm 16 ký, đây là cơ hội nè. Nha. Thầy em muốn lên ký, đây là cơ hội nè. Em muốn chơi guitar, đây là cơ hội nè. Chúng ta có quá nhiều cơ hội, thay vì chúng ta lo sợ. Chúng ta chỉ ngồi em sợ quá, sợ không giải quyết vấn đề. Cái sự thông minh, tỉnh táo, nó sẽ dẫn chúng ta đi đúng đường, lo sợ. Nó không cách là cách để chúng ta đi đúng đường. Tuy nhiên câu chuyện các em biết không, để cho một mình thầy nói, thầy có thể nói từ sáng tối luôn á, nhưng mà nghe ngồi cái xong rồi cảm thấy mệt, cảm thấy ngợp. Ngừng tí xíu, bây giờ thầy sẽ mời cô Minh Hoa vào cuộc nhé. Xong rồi thầy sẽ với cô Minh Hoa sẽ tung tăng tí xíu, xong rồi thầy quay lại thầy kể chuyện tiếp cho các em nghe. Các quý vị phụ huynh, tôi biết giờ này là giờ cơm, cho nên là có thể vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại hoặc là vừa coi livestream cũng được, bởi vì có một cái xíu bí mật nho nhỏ, đây là livestream lần đầu tiên của tôi đó nha. Cô Minh Hoa, bây giờ là lúc câu chuyện của cô. Dạ, cảm ơn anh. Thì hồi nãy giờ mình đã nghe thầy Dũng chia sẻ rất là nhiều về việc mình làm phải có những cái mục tiêu và mình cần phải biết mình muốn gì. Nhưng mà hình như là nó vẫn còn khá là chung chung á anh Dũng. Vậy thì theo anh á, trước cái tình hình dịch bệnh hiện nay, trước những cái việc mà thông tin tiêu cực nó lan tràn như hiện nay á, thì các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, mình nên làm gì ạ? Đầu tiên hết mình xác định xem thử đó có thực sự tiêu cực không? Cái chữ tiêu cực dường như nó là một cái sự chụp mũ. Ủa, ai nói đó là tin tiêu cực? Đó là thứ nhất. Thứ nhì, thông tin tràn lan, nhưng mà sinh viên ơi, các em cũng biết là nó còn một cái vấn nạn nữa là fake news. Thông tin nó ảo nhiều lắm luôn, xong nó cứ trộn lẫn, mà thông tin ảo nó lại là cái thứ mà làm cho mình dễ tin hơn là thông tin thật. Chắc kỳ vậy ta. Thành ra hãy chọn lọc cái nguồn tin. Đến ngày hôm nay, nguồn tin của nhà nước, nguồn tin chính thống, nguồn tin của Bộ Y tế, nguồn tin của những nơi mà họ có quyền, họ có chức năng, họ có bổn phận, họ có nhiệm vụ phát ra tin đó cho một đối tượng cụ thể là chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì mình cần được an tâm, mình cần được bình yên, mình cần được bình tĩnh thì mình mới có thể giúp được những người xung quanh. Trời ơi, một cái người mà mình không biết tên tuổi, chỉ có một cái nick rất là mơ hồ ở trên Facebook, rồi đưa tin mà mình tin sái cổ, mà người đó không được trả lương để làm việc này, không có chức năng, bổn phận, quyền hạn để làm chuyện này. Người ta thích vậy để làm gì? Để mình vô, mình ồ ạ, xong mình share, cái họ ngồi họ đếm like, cái họ sướng. Ủa, chúng ta phải tỉnh táo trong vụ này chứ. Cho nên đọc tin có chọn lọc, đọc tin nơi cái nguồn tin nó đúng. Và một trong những nguồn tin đúng mà các em có thể lấy được ngay đó là trường mình. Đó là trường mình nhé. Trường Đại học Văn Lang có cả một bộ phận truyền thông, có cả và được giám sát rất là chặt chẽ bởi ban giám hiệu và hội đồng quản trị, để làm sao để truyền thông tin đúng đủ chính xác đến sinh viên của mình. Cho nên cái gì không biết hỏi trường mình, chứ đừng có hỏi người mà mình không biết, xong rồi nghe như vậy nó làm cho những cái thứ lo âu hoàn toàn không cần thiết em nhé. Kết nối với trường, chúng ta có gia đình, nhà trường, xã hội. Nếu mà chúng ta thấy nó nhiễu nhương quá, chúng ta phải biết một nơi để mình dựa vào. Và thầy vẫn rất là phải khuyên em một cách thật tình là tại thời điểm này, nơi mà em có thể dựa được vào một cách vững chắc nhất, số một luôn luôn và mãi mãi, gia đình. Nhưng mà gia đình không phải là nguồn phát tin, có khi chỉ là cũng nơi hoảng loạn. Nơi thứ hai mà em có thể dựa vào đó là trường nhé. Để trả lời câu hỏi ngắn gọn của cô Thoa, thì các em nên kết nối chặt chẽ với nhà trường. Cái gì cũng biết hỏi trường, rồi thông tin nó như thế nào, sắp tới có chuyện gì, tình hình nó như thế nào, trường có công bố về đó là thông tin chính thống em nhé.
Dạ, do cái vấn đề này thì em cũng thấy một vấn đề hiện nay nữa là các bạn trẻ thường bị dẫn dắt bởi cái tâm lý đám đông. Cho nên là khi một cái thông tin nó đưa ra, người ta đưa ra thì các bạn đánh giá nó thiếu cái chủ quan và thiếu cái khách quan, và các bạn dễ nổi nóng. Và khi các bạn nổi nóng thì các bạn lại buông những cái lời bình luận nó tiêu cực trên mạng xã hội. Và chúng ta thấy rõ ràng cái việc này á, nó khiến là làm xấu đi hình ảnh của chính bạn và thậm chí là làm xấu hình ảnh của những cái người liên quan nữa. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể làm chủ cảm xúc của mình và xử lý thông tin một cách khách quan? Ồ, chủ đề này lớn. Tâm lý đám đông, làm chủ cảm xúc, xong rồi phát ra hành vi phù hợp, rồi nó làm hư hình ảnh của chính mình và những người liên quan. Đấy là một cái câu chuyện, các em biết không? Đó là một câu chuyện dài. Thứ nhất là tâm lý đám đông, nó không riêng sinh viên đâu, nó không riêng người trẻ đâu, người già như thầy cũng có đâu mà nha. Rồi ví dụ như Đá Banh, em có thể tưởng tượng là cái lúc mà cầu thủ dẫn dắt xong rồi chúng rồi sút, cả thành phố, cả đất nước, đấy là tâm lý đám đông quá. Wow, vô ở chuyện đó bình thường mà. Đấy, nhưng khi mình tính toán lại, thông tin nó tích cực hay tiêu cực? Thông tin đấy tích cực, chúng ta có cảm xúc tích cực. Thông tin ấy tiêu cực thì nó sẽ dễ dẫn đến chúng ta có cảm xúc tiêu cực. Thế bây giờ mình đủ tỉnh táo, gọi là tư duy tích cực, thì mình đặt cái màn lọc trước mặt mình, mình cho ông tích cực vô thôi, tiêu cực vô làm chi. Nhưng mà khổ nổi khổ tiêu cực, một là nó nhiều, hai là nó kích thích, nó thì thầm, nó đi lén. Và có khi á, nó chỉ có một cái dấu phẩy tiêu cực, rồi nó nằm trong một cái đống có vẻ tích cực, nó làm cho mình bị nhiễu, làm cho mình bị loạn. Cho nên bạn cần mang cao tính táo nhé. Thông tin tiêu cực nhiều lắm, và dường như đó là cái thứ lây lan cực kỳ nhanh, cực kỳ là sâu, và nó ở lại. Cái chủ đề về thông tin tiêu cực, thông tin tích cực tách lớp ấy, có thể đó là một cái chủ đề mà có thể thầy sẽ đề nghị với nhà trường á, là mình sẽ làm một cái livestream khác. Có thể thầy, có thể một số thầy cô khác sẽ làm chương trình này. Bởi vì chúng ta phải đặt cái màn lọc cho mình, và chúng ta nói ok, tỉnh táo thì nói đây là tích cực, đây là tiêu cực. Kế đến là tôi cho tích cực vào, tôi không cho tiêu cực vào, bởi vì tôi là tôi. Tất nhiên để nói với điều này với lại sinh viên thì có thể là hơi khó, bởi vì sinh viên đang tuổi lớn, em biết không, giống như cái bọt biển á, thông tin nào mình cũng thẩm thấu được hết, cái nào nó cũng vô mình được hết trơn á, mà mình không có kịp để mình sàng lọc, cái mình hoảng loạn. Kế đến nữa thì thầy có nói vừa rồi các em, hệ thông tin tin mà tiêu cực thì nó dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Vậy đó, thông tin tích cực thì nó sẽ dẫn đến cảm xúc tích cực một cách rất là tự nhiên. Bởi vì vậy cho nên nó mới có thêm một cái chủ đề nữa, nó gọi tên là thông minh cảm xúc. Mình ở trong một cái thế giới tiêu cực mà mình không tiêu cực, ố nhà, đó mới là hay, đó mới là giỏi. Còn bây giờ ai cũng than thân trách phận, bây giờ nói gì ai cũng ngồi cũng khóc, tự nhiên mình khóc theo. Ồ, sinh viên Văn Lan đâu phải như vậy, mấy em đâu phải là người vậy đâu. Người ta khóc nhưng mà nếu mình giỏi thì mình an ủi, mình quan tâm, mình chăm sóc. Còn nếu mà mình không giỏi được đến cỡ đó thì mình không khóc giống họ. Cái tự nhiên nó khóc, mình khóc theo, hỏi tại sao khóc. Em không biết nữa, em thấy nó khóc vui quá em khóc theo. Cái đó nó không đúng bạn ơi. Cho nên thầy nghĩ là đây là một cái đề tài khá là rộng và đòi hỏi nhiều thời gian. Thầy chỉ mới nói với em là chịu khó dành thời gian đọc nhiều hơn nhé, về cách chọn lọc thông tin, thế nào là tích cực, thế nào là tiêu cực. Thế nào tích cực thì nó phục vụ cho mục tiêu nhé, nó phục vụ cho mục đích. Còn cái nào mà nó không phục vụ, không cho mục tiêu, không phục vụ cho mục đích của mình thì bỏ nó qua bên xử lý sau. Thế đến thông tin nó luôn luôn dẫn dắt đến cảm xúc, từ cảm xúc nó sẽ dẫn dắt đến hành vi đó. Và từ hành vi này nó sẽ lan truyền và nó lặp lại. Cho nên nói đến cái câu chuyện cảm xúc, chắc chúng ta có hai dòng cảm xúc, tích cực và tiêu cực, các em quyết định. Với thầy tích cực, thầy nói với sinh viên mà thầy đứng lớp hãy tích cực. Ví dụ như đợt vừa rồi em nhìn thấy nó cách đây từng vài chục phút, trời ơi, lên sóng gãy rồi lỗi thằng kia cười, thầy nói thầy động viên nguyên ekip các em cười, hãy nhìn nó điều tích cực, bởi vì nó xảy ra hôm nay, mai mốt nó không xảy ra nữa, mai mốt xảy ra chuyện khác, rồi mình fix được nó, mình sửa đổi được nó, mình dịch được nó, thôi mà đâu có sao đâu. Nhưng mà lúc đó mà nó mặt gầm gừ, nó tại ai, đứa nào, lỗi tại ai, nó chi
tại sao chúng ta làm khổ nhau? Trong khi đó nó có thể là một con ốc, một con vít, một cái đường truyền, nó phát những thể là cái gì đó nằm ngoài tầm tay của mình, nằm ngoài nhóm của mình. Rồi bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta cấu chí nhau, chúng ta làm khổ nhau, nó có gì vui đâu. Cho nên trả lời với em rằng cảm xúc tích cực hay cảm xúc tiêu cực, đó là sự chọn lựa của mình, đó là quyết định của mình. Cho nên chúng ta bất kỳ một cái khoảnh khắc nào, bất kỳ một cái phút giây nào, bất kỳ một cái moment nào của mình, chúng ta đều đối diện với sự chọn lựa. Bạn chọn cái này hay là bạn chọn cái này? Rồi xong rồi mình đi tiếp, mình chọn cái này hay mình chọn cái này? Rồi mình đi tiếp. Nếu bạn chọn tích cực, nó sẽ dẫn bạn đi một loạt tích cực. Nếu bạn chọn tiêu cực, nó sẽ dẫn bạn đi một loạt tiêu cực. Cái giỏi của mình là cái sự chọn lựa ngay cái khoảnh khắc. Bạn xem video, bạn đọc sách, bạn nghe nhạc, bạn đi ra phố, bạn đi ăn, bất kỳ một cái phút giây nào, chúng ta đều đối diện với sự chọn lựa. Mình đi cái con đường mình cũng chọn lựa và chọn đúng. Và chọn đúng nó như thế nào? Mình cần thầy, mình cần cô, mình cần bạn, mình cần đồng đội, mình cần trường, mình cần gia đình và cần ba mẹ. Bao nhiêu em nói chuyện với ba mẹ về mỗi một ngày sống của mình, về nỗi lo của mình và hỏi ý kiến ba mẹ về sự chọn lựa của mình. Hay là mình nghĩ, giờ mình sinh viên rồi, mình ngon rồi, mình lớn rồi, mình thoát khỏi ổng bả rồi, bây giờ mình lên mình ở riêng, cho nên tôi quyết định cuộc đời tôi. Okay. Đó cũng là một cách, nhưng mà hên xui nha, sọc hầm ráng chịu nha. Nhưng thầy nói rồi, mấy em ở trường, hình như bạn nào cũng có số điện thoại, có email của thầy, bạn nào cũng biết phòng làm việc của thầy hết, khó khăn gì chạy lên. Còn bây giờ trong tình trạng mà chúng ta tạm thời là chưa đến trường, Internet để làm cái gì, Facebook để làm cái gì, Google để làm cái gì, điện thoại để làm cái gì, đường truyền online để làm cái gì, để tụi mình kết nối với nhau, chúng ta không bỏ nhau nhé. Có hỏi gì được không? Anh Dũng ơi, thì hiện nay có một cái chủ đề đang rất là nóng trong các bạn sinh viên, đó là chủ đề học tập online. Thì nhiều trường hiện nay là chúng ta đã ngưng cái hoạt động học tập tập trung, do đó là mình đã chuyển qua giảng dạy trực tuyến. Nhưng mà dường như rất là còn một số các bạn sinh viên vẫn chưa có sẵn sàng với việc học này, và thậm chí là các bạn còn lên án và phản đối nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh không biết khi nào mới chấm dứt hiện nay, nếu mà các bạn không học trực tuyến thì các bạn sẽ có những cái nguy cơ là gì? Các bạn có thể là không đảm bảo tiến độ học tập của mình, có thể là sẽ phải tốt nghiệp trễ hạn. Vậy thì nhân đây có một cái câu hỏi của một bạn tên là Minh Thư. Bạn hỏi là: thầy ơi, thầy nghĩ sao về vấn đề học online hiện nay? Nó có thật sự mang lại hiệu quả không ạ? Và thầy ơi, thầy nghĩ sao về các bạn đang có suy nghĩ bi quan về việc nhà trường quyết định học online? Em mong thầy đưa ra lời khuyên để các bạn có suy nghĩ tích cực hơn trong thời buổi dịch bệnh hiện nay ạ. Nói một tí xíu về đời sống cá nhân, personal life, xong rồi dẫn đến cái câu chuyện professional life. Okay. Thầy rời cái tuổi sinh viên của thầy cách đây 32 năm. Hồi đó mà có online, giờ ông giỏi lắm rồi người ơi nha, giờ không cần phải làm nữa, sống ung dung lắm rồi nhé. Đấy là cái chuyện rất là bình thường em ạ. Đấy là công nghệ, đấy là cái xu thế rất là bình thường của nhân loại, chứ nó không còn là của trường mình nữa. Thế giới lên online rồi. Em biết Coursera, Harvard cũng online, Stanford online, McGill online, LSE online. Và cái chuyện online đó nó đã âm thầm diễn ra một cái khoảng thời gian khá là dài trước đây, 15 năm. Nhưng nó chưa có lý do, nó chưa có cơ hội để nó chuyển đổi rõ ràng. Năm 2003, 2003 là mười mấy, 17 năm hả cô? Đúng rồi, 17 năm trước thầy đã học online. Khi thầy làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia thì tất cả đều học online và thi, rồi thi đậu thì được học tiếp, thi đậu một tín chỉ thì mới được học tín chỉ thứ hai và học online, và cứ mỗi lần thi đậu vậy là lên lương. 17 năm trước thầy đã học online. Và chuyện đó là chuyện bắt buộc của đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao ở tập đoàn đa quốc gia. Đó là câu chuyện 17 năm trước. Cho nên
Thật ra đối với thầy đó là chuyện bình thường, và đó là công nghệ, đó là chuyện rất bình thường. Nhân cái câu chuyện mùa dịch cúm này, nhân cái câu chuyện Covid-19 này, thì online nó mới trội hơn và nó là một sự chuyển đổi. Và chúng ta gọi tên nó là theo kiểu hơi tiêu cực nha, là chuyển đổi bắt buộc. Nhưng mà đối với thầy là người luôn luôn tư duy tích cực, thầy bảo cảm ơn chị, cảm ơn Covid, cảm ơn chị Covid, bởi vì nhờ cái Covid này chúng ta bắt đầu làm quen với cách học mới. Chúng ta bắt đầu làm quen với cách thay vì mình lên giảng đường để mình nghe giảng rồi sau đó là mình về mình học bài. Nhưng mà nói thiệt ha, cái này mình không có chê trách ai hết. Mấy bạn có thiệt là lên giảng đường nghe giảng không mấy bạn? Nè, sinh viên của thầy, bạn nào lên giảng đường nghe giảng giơ tay lên giùm cái coi. Không có đâu cưng. Trời ơi, cũng lên ôm điện thoại nhắn tin tám đi lai dạo chat mặc cố luôn, mà ngồi mắt nhìn thầy miệng cười, tay để dưới gầm bàn mà nhắn không sai chữ nào. Ủa, cái đó đang làm việc online đúng không? Xong rồi vô rồi miệng thì kẹp tay này thì kẹp trà sữa. Thầy còn nhớ có một sinh viên mang trà đi học trễ mang trà sữa lên hối lộ của thầy nữa. Thầy khoái vụ đó. Chúng ta đang sống online, chúng ta mua hàng online, chúng ta đặt đồ ăn, đặt thức uống online, chúng ta có tình online. Sinh viên có bạn nào có tài khoản Tinder không? Thầy có. Ủa, chúng ta làm mọi thứ online rồi, thế tại sao bây giờ học online lại gọi nó là trở ngại? Bạn đặt đồ ăn online, bạn đọc báo online, bạn tám online, xuyên lục địa, giờ kêu học online cũng là đồ thăng thân cách phận. Hey cưng, không đúng cưng. Học online nó là một cái công cụ bình thường đương nhiên của nhân loại, của thế giới văn minh. Và học online nó có gì sướng biết không? Đó là bạn có thể nghe lại nhiều lần. Trời ơi, lúc mà ngồi trên giảng đường á, thầy nói nhanh xong rồi thầy tung tăng chỗ này chỗ kia, rồi có khi mà thầy hôm đó tụt mút nói nhỏ xíu, học online mình còn được nghe lại, rồi lúc đó mình còn mình, nếu mà em học em đi du học em sẽ còn bị cái trường hợp nữa nè. Trời ơi, thầy giáo hoặc cô giáo nói tiếng Anh nhưng mà một thứ tiếng Anh rất đặc biệt. Em nghe giọng tiếng Anh mà giọng Texas, giọng Scotland hoặc là Ấn Độ nói tiếng Anh thì em hiểu được mới là lạ. Rồi làm gì? Em phải ghi âm về nghe lại. Nhưng mà học online là mở ra coi, không biết bấm pause, ráng tìm từ điển dò, bấm rồi bấm lại coi. Hay nó giúp mình mà. Thầy muốn nói điều đó để em biết là hãy nếu em chưa chuẩn bị một cái tư thế, một cái tâm thế để chạy qua cái kênh online, coi chừng bị rớt lại á, coi chừng bị bỏ lại phía sau á. Em có lèm bèm, có la, có càm ràm, chuyện đó cũng xảy ra người ơi. Vậy đó, cũng giống như hồi lâu lâu rồi á, nói chuyện là ăn, nói về đồ ăn nha. Bây giờ mình ăn nó khác trước đây mà. Em nói ồ, mà em phải ăn món mẹ nấu, rau là phải dày, canh là phải dày. Còn bây giờ hả, bấm vài cái, 15 phút sau tới tận nhà, mở ra cái hộp trắng xốp, mở ra trong đó có cơm nguội ngắt, có miếng đậu cong queo, có miếng nước mắm, nó không giống như hồi xưa nữa. Rồi sao? Ngồi đó cầm ràm, ngồi đó la hả? No, không ăn à. Cho nên đó là sự thay đổi của cuộc sống. Cho nên để chợ thầy thì thầy hay đi xa, xong thầy kéo về gần. Thầy chỉ muốn nói với sinh viên của thầy, thầy nói sinh viên trường đại học Văn Lang và sinh viên các trường khác, online nó là chuyện bình thường. Nó là chuyện rất bình thường. Google, Edu, họ đã chuẩn bị điều này. Theo như thầy biết, sự hiểu biết của thầy về công nghệ thì rất là có giới hạn. 15 năm trước, sinh viên học online và thầy giáo là AI. Sinh viên tương tác với thầy giáo và tương tác bằng ngôn ngữ của mình. Và thầy giáo dạy cùng một lúc cho vài chục ngàn sinh viên trên toàn thế giới cùng một chủ đề. Vì AI dạy. Cho nên thầy muốn khẳng định với em, online nó sẽ là chuyện đương nhiên. Và nhân cái mùa dịch cúm này, điều tích cực là gì? Nó giúp chúng ta nhìn lại mình, nó giúp chúng ta nhìn lại thói quen của mình, thói quen ăn uống, thói quen đi lại, thói quen sinh hoạt, thói quen vệ sinh, thói quen học hành, thói quen giao tiếp. Trước mùa dịch cúm, các em rửa tay ngày bao nhiêu lần?
mỗi một lần bao nhiêu bước em không biết. Nhưng bây giờ hỏi biết liền rồi nha. Trước mùa dịch cúm các em thủ sẵn cái chai nước rửa tay, có thủ sẵn trong tay không? Ít lắm. Nhưng bây giờ có à? Trước mùa dịch cúm các em có thói quen đeo khẩu trang ra đường không? Không. Bây giờ có không? Có. Mùa dịch cúm nó làm chúng ta thay đổi. Thì một trong những cái nó chúng ta sẽ thay đổi đó là học online. Và em học online thì em nói uống nó không đã bằng học trực tiếp. Chắc không? Trường sẽ thay đổi cách tiếp cận, trường sẽ thay đổi cách giảng dạy để học online, đó là một chuyện thú vị. Ví dụ như các em có tin là đến thời điểm này thầy đang ngồi với em nói chuyện trước cái camera, chúng ta đang học online. Đấy, em đang học online đó và thầy đang dạy online á. Có cảm thấy chán không? Vui mà. Ồ, giảng viên, thầy và đồng nghiệp của thầy sẽ phải thay đổi rất nhiều cho các em. Sẽ phải thay đổi nhiều lắm. Bởi vì thật ra với những người đi dạy như thầy nhá, lên giảng đường sướng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Dạy online cực lắm. Tưởng tượng trong cái phòng màn hình màu xanh, trước mặt có camera và nói chuyện một mình, cái này nó cũng lạ lắm đó cưng. Tuy nhiên thầy thay đổi, thầy lớn hơn thầy, các thầy trưởng khoa cũng thay đổi, các thầy cô nhỏ nhỏ hơn thầy cũng thay đổi. Để làm chi? Để phục vụ tụi em, để làm cho em học nhiều hơn, dễ hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Cùng một thời điểm các em có thể có được nhiều thông tin hơn. Lý do gì từ chối? Lý do gì làm bèm? Còn nếu mà làm bèm đó hả? Làm bèm suốt đời. Mà ra đời đi tỉ thứ để làm bèm. Đi làm vui lắm. Đi tỉ thứ để làm bèm. Mà đứa nào không làm bèm, không càm ràm, đứa đó được lương cao. Tại vì sao? Làm với mục tiêu. Rồi đặt câu hỏi đi, tí nữa thầy sẽ coi câu hỏi của các em. Từ những chia sẻ của anh Dũng thì em thấy thêm một vấn đề nữa là cái việc học online không chỉ giúp cho các bạn có thể học tập đúng tiến độ và tốt nghiệp đúng hạn, mà nó còn có thể giúp cho các bạn có những cái kỹ năng để khi mà các bạn ứng tuyển vào những cái công ty, những cái tập đoàn đa quốc gia thì mà người ta ứng dụng cái đào tạo training hoặc là hội họp làm việc từ xa rất là nhiều, thì nó sẽ là một cái lợi thế của các bạn. Dạ đúng rồi cô Thoa, bởi vì người đi làm á, vấn đề của các em là không phải chứa đựng thông tin nhiều, tại vì có chỗ chứa hết cho em rồi. Vấn đề là em phải biết em muốn cái gì và tìm nó ở đâu, và em phải là người nhanh nhất. Học online nó cho em được điều này nhé. Em ráng em thuộc bài, ráng ngốn nghiến hết lượng thông tin để rồi em trả bài giống y như vậy, nó không đúng nữa. Bây giờ em phải biết em muốn cái gì, hoặc là cái môn này, cái tín chỉ này, cái đề tài này, mục tiêu là cái gì, và em tìm thông tin ở đâu. Tìm thông tin nhanh nhất, đúng nhất, hợp lý nhất, sáng tạo nhất, logic nhất, em thành công. Cho nên học online nó cho mình rất nhiều những cái kỹ năng mới mà nếu mà em lên giảng đường em học, không có chuyện đó. À, anh ơi, có một cái câu hỏi của bạn là Trần Huỳnh Như Ý. Bạn hỏi là mỗi lần em bị stress thì em cảm thấy cực kỳ tiêu cực và mệt mỏi, suy nghĩ rối bời, không thể tập trung vào một việc gì cả, nước mắt luôn trực chờ. Thì em có một thói quen là luôn dồn những cái buồn bực tiêu cực vào trong lòng và rất khó để giải tỏa hết. Thì năm 2019 vừa rồi bạn đã phải dồn nén rất là nhiều thứ và khóc rất là nhiều lần. Rồi bạn cũng có tâm sự với các bạn của mình, nhưng mà nó chỉ khá hơn một lúc đó, một thời gian thôi, chứ nó không có biến mất được. Hoặc là bạn sẽ viết những cái cảm xúc tiêu cực lên Facebook. Vậy thì ngoài cách viết ra, bạn muốn hỏi là thầy có cái cách nào để giải quyết những khó khăn đó và giúp cho bạn làm cho cái bản thân bạn cảm thấy nhẹ nhõm hay không? Hy vọng là nhận được những cái lời chia sẻ từ thầy. Như ý thầy có điều này muốn nói riêng với Như Ý, nhưng mà vì mình đang học online, đang livestream, cho nên nó cũng là câu chuyện của tất cả sinh viên của trường mình và sinh viên trường khác. Thầy chưa bao giờ thấy người nào stress mà vui hết cơ. Stress là cái thứ dễ làm người ta buồn. Stress là cái thứ dễ làm người ta bực. Cái stress là cái thứ dễ làm cho người ta tiêu cực. Cho nên em nói, ồ em stress cho nên em buồn, em bực, em tiêu cực, thì chuyện đó bình thường. Nhưng câu hỏi, ủa sao stress? Thầy có khả năng cõng vác lên trên vai 50kg đi cây số do rèn luyện. Thầy cũng đặt lên trên vai em 50kg, thầy bắt em đi cây số, em làm được vì em chưa rèn luyện. Câu hỏi, 50kg đó có thay đổi không? Không. Em với thầy là hai người cùng vác một đơn vị, nhưng mà em vác được, thầy vác được. Không phải vì thầy giỏi hơn em, vì thầy lì hơn em, thầy luyện hơn em.
Stress nó là thế. Đó là những gì chúng ta đón nhận thông tin từ bên ngoài đến với mình. Ồn quá cũng stress, yên quá cũng stress, hôi quá cũng stress. Mà em có thể tưởng tượng cái thơm quá cũng stress, vui quá cũng stress, buồn quá stress, chuyện đương nhiên rồi. Gặp một cái người xấu quá mình cũng stress, thế đâu. Nhưng ngạc nhiên nè, gặp cái người đẹp quá mình cũng stress. Con người mình nó mong manh vậy đó cưng. Cho nên stress là một phần cuộc đời sống văn minh hiện đại, sống với nó. Bây giờ em đi tìm một cái môi trường không có stress. Ô thầy không có, thầy không biết nha. Nếu em vô tình mà tìm được, nhớ báo thầy biết cho thầy đi cùng với. Không có cái môi trường đó. Stress là cái màn lọc tự nhiên để gạn những cái đứa dở và lọc những đứa giỏi. Em đi làm em sẽ gặp stress, em ra đường là gặp stress. Stress là bình thường. Cái giỏi là tại sao mình stress, điều gì làm mình stress. Sinh viên bên chương trình đào tạo đặc biệt, thầy có dành thời gian để thầy nói với các bạn ấy khá là nhiều nhiều về chuyện này. Mà đôi khi nó giống như là chuyên viên tư vấn tâm lý á mấy em. Nhưng mà chúng ta nói chủ đề của mình là tư duy tích cực. Các em có bao giờ để ý là stress nó đi vô trong mình qua cánh cửa nào không? Cứ người nói ui tôi stress quá, nhưng mà hỏi nó vô mặt cánh cửa nào? Có bạn là ai đó đụng vào người mình là stress. Ô con gái thầy mà nó đứng mà ai đó mà đứng sau lưng nó xếp hàng á mà thổi vô gáy nó thôi là nó stress. Nó có thứ cái kỳ đó. Có bạn thì âm thanh mà nó nhiễu, nó nhão thì con đứa ngồi bên cạnh cứ lèm bèm, nó nói giọng đều, nó càng ràm là stress. Con bạn thì nghe mùi stress nó vào cửa nào, các bạn là nhìn ví dụ ngồi thích ngồi cà phê ở vỉa hè trà chanh chém gió, mà lúc mà xe vắng thì không sao hết, xe nó chạy qua chiều là stress. Bạn cần phải hết sức là tĩnh tâm, bạn cần phải thả lỏng để đọc được là cái cửa nào trên con người mình mà làm cho mình dễ stress nhất. Hoặc là bạn liệt kê năm giác quan của mình, xếp theo thứ tự lại cái nào dễ stress nhất, mình phải đọc được mình. Bạn nếu mà các em đi học những cái chương trình để thiền, search inside yourself, các em sẽ thấy có cái từ chữ gọi là kết nối với chính mình. Em phải kết nối với chính em để em đọc được là tôi dễ bị khùng bằng cái gì nhất. Ví dụ như thầy ấy hả, âm thanh hay mùi ta, âm thanh. Trời ơi, thầy đi dạy á mà về lúc thầy mệt á, thầy yêu cầu là làm ơn yên tĩnh giùm. Bởi vì thầy sợ karaoke, thầy sợ cái chị nhà hàng xóm, chị cũng xinh á, nhưng mà chị nói giọng kim này cực kỳ dễ điên, có khi ra bờ sông ngồi giống như tự kỷ, ngồi cho nó hết xong rồi đi về. Mình phải biết nó đi vô bằng cửa nào. Kế đến nữa, cái gì làm mình stress? Where? Xong đến what? Khi mà màn mình có như vậy thì ngay lập tức là mình lên được cái màn lọc. Mình biết mình né nó. Nếu mình chưa đủ mạnh để đối đầu với nó, để đối diện với nó, thì mình cũng phải đủ khôn để né nó. Dễ hơn chưa? Tuổi sinh viên là một cái tuổi gọi tên như thế nào thì dễ đúng ha. Dễ stress, nhưng cũng rất dễ quên stress, rất dễ bị stress. Rồi em đến ngày thi stress, mình thích nó mà nó không thích mình stress. Thích ông thầy, thích cái lớp đó, ông thầy hay quá, cô giáo hay quá cũng stress, không thích cũng stress. Có chuyện bình thường của tuổi sinh viên. Nhưng nó có cái dễ thương của tuổi sinh viên là gì, em không nhớ lâu đó, vài ngày hết à, nhưng nó là cái khác tới. Vài ngày nó hết là cái khác tới. Chuyện bình thường. Hãy đón nhận đó là một cái giai đoạn trải nghiệm của cuộc đời. Vì cái tuổi sinh viên là cái tuổi rất là đẹp, cái tuổi rất là dễ thương. Mà nó qua nó không quay lại, ớ kỳ vậy đó. Cái tuổi đó nó đặc biệt lắm. Cho nên thầy chỉ trả lời với em, stress là chuyện bình thường. Nhận biết, kết nối mình để nhận biết rằng là cái thứ tự giác quan của mình, stress nó đến bằng cái gì. Và cái thứ ba nữa là cái gì làm mình stress. Nó hơi một tí xíu về tâm lý. Có trường hợp là có bạn cái mới không làm stress, nhưng mà nó kết nối với ký ức, nó làm cho bạn stress. Cho nên nếu bạn thật sự một cách rất là nghiêm túc là biết mình stress và nghĩ rằng là nó vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của mình, thì đừng quên trường chúng ta có
School counselor, chúng ta có tư vấn tâm lý học đường, lên gặp các anh chị, gặp các thầy cô, ngồi nói chuyện và kể ra. Đấy là nơi mà em tin, mà nơi mà em nên tin. Bởi vì các anh chị được đào tạo để làm việc này. Các anh chị lắng nghe em, tìm giải pháp cho em, khơi gợi để em tìm giải pháp. Và điểm đặc biệt nữa là các anh chị không bao giờ kể cho bất kỳ ai. Khi em bước ra là xong, đóng câu chuyện, cục cơ. Cho nên em có thể kết nối với nhà trường được mà. Rồi em nói chuyện với lại các anh chị phụ trách tư vấn tâm lý học đường. Có thể em sẽ nói chuyện với thầy. Thầy biết điều gì thầy sẵn sàng chia sẻ với em, sẵn sàng giúp em. Bởi vì đó là một phần trách nhiệm của thầy cô giáo trong trường mình mà. Câu hỏi gì khác nữa? Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Thì có một bạn là bạn Quân Nguyễn, bạn hỏi là thầy cho em hỏi là sinh viên trường mình cứ theo chu kỳ, là sinh viên năm nhất vô thì sinh viên năm cũ sẽ thay nhau bàn tán, chê bai các bạn năm nhất và bảo các bạn là thế hệ trẻ ngày càng suy đồi. Vậy thì cái này thuộc dạng tâm lý nào vậy thầy, và giải pháp nào để hạn chế việc này ạ? Trời ơi, lại còn có chuyện này nữa hả? Nó có một cái công thức, thôi không được nói ở đây. Công thức đó là bạn nào học chương trình đào tạo đặc biệt á, là biết cái công thức đó rồi. Thì mấy bạn tự nói với nhau nha. Ở đây là livestream, ở đây là online, ở đây là chính thống. Thầy không được phép nói cái công thức bí mật đó. Thì thầy chỉ nói với em điều là trời ơi, tại sao em cứ phải để tâm những cái điều nó không có giúp mình mà nó lại được phép vào bên trong mình. Chi cực vậy em. Em có biết một ngày 24 giờ một con người bình thường tiếp cận với bao nhiêu thông tin không? 7.2 TB, 3 chữ T, 7.2 trong 24 tiếng. Mà nếu mà mình cho phép 7.2 TB nó vào trong mình bị đơ nha, tay nhặt lá trên đá không bơ, mình điên chắc luôn. Bởi vì sao? Vì quá nhiều thông tin, mình không xử lý được. Xong rồi mình có khả năng gặp ai mình cũng cười, mà không có người mình cũng cười. Đó là khìn đó, biết không? May điều là nó phớt qua mình, hoặc nó vào mình xong nó chạy ra. Ví dụ thầy hỏi em là ngày mai em gặp được bao nhiêu người đi xe màu trắng, em mà trả lời được em thành siêu nhân. Nhưng mà hỏi có không? Có. Xẹt qua mình xong mất, xẹt qua mình mất. Thầy kể như vậy để dẫn với em là có những thông tin nó không giúp ích gì được cho cuộc đời mình hết. Em đừng cho nó vào trong đời em. Nếu ai đó nói xấu mình, việc của mình là gì? Cười, hết việc, buồn. Nếu cái chỗ đó mà nó không có giúp ích gì được cho cuộc đời em ở đó làm chi vậy? Em đứng trong đó làm chi vậy? Em thuộc về nơi đó làm chi vậy? Một cái trường to như thế này, với một cái lượng sinh viên nhiều thế này, tất cả mọi cái đều phục vụ để cho sinh viên có cuộc đời tốt hơn, để học cái tốt hơn, để có được tương lai đẹp hơn. Tại sao mình không đón nhận những thông tin đó? Chuyện chưa bình thường. Người nào nói xấu thì người đó xấu. Còn chuyện mình nghe thông tin, thầy không có là cái người đây mới nghe lần đầu từ nơi cô Thoa, đây lần đầu tiên thầy nghe. Cho nên là thầy không có bất kỳ một cái thông tin nào khác để xử lý nó. Nhưng mà cái chuyện sinh viên năm 4 mà nói nấu xấu năm viên sinh 1, năm 1 cho qua. Thầy không bình luận là xấu hay tốt, nên hay không nên. Nhưng mà đối với sinh viên năm 1 cho qua. Rồi em còn 4 năm nữa. Nhưng điều em học được tư duy tích cực nè. Đến khi mà em là sinh viên năm 4, em đừng nói như vậy với sinh viên năm 1. Em học được một điều tốt đẹp để sau này em không làm điều đó cho những lứa đàn em của em. Đấy là tư duy tích cực. Trong bất kỳ góc cạnh nào, mình vẫn có thể tìm ra được niềm vui, mình vẫn có tìm ra được cái điều hay để mình học cho bản thân mình. Chứ người ta cũng nói, ê, này năm 1 phải không? Trời ơi, sao mày mập quá vậy? Không thấy nè, mập ú nè. Cái rồi mình sẽ làm gì? Ơi, tôi đau khổ quá, tôi vô trong trường để tôi đi học. Tôi là sinh viên năm 1, phút mà tương lai phơi phới. Tôi có ước mơ đầy lắm, rồi bây giờ kêu tôi mập. Có sao đâu. Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Của chuyện bình thường mà.
Và mình nhìn chuyện đó, đâu nhận nó, ủa bình thường mà. Như thầy, ai nói thầy mập thì cười thôi sao giờ. Nhưng mà ai nói thầy đẹp là thầy, thầy cảm ơn rối rít rồi nha. Nói chuyện mập bình thường mà. Tại vì khoảng 98% những người bình thường nhìn thầy được cái thầy, ừ, thầy béo nhờ, thôi bình thường. 2% sẽ nói, thầy đẹp nhờ, oh yeah. Còn có gì khác? Anh Dũng rất là quý phái ạ. Dạ, cảm ơn cô. Thì có bạn Nguyễn Trường An có một câu hỏi cũng rất là hay. Thầy ơi, lúc coi cái động lực thầy đang truyền cho tụi em bây giờ thì em có cái động lực cao lắm để học tập và làm việc. Nhưng qua ngày hôm sau em lại mất đi cái lửa động lực đó. Vậy thì làm thế nào để giúp em có thể giữ được cái động lực đó như thầy để cố gắng tốt hơn trong cuộc sống ạ? Ồ, momentum truyền là chuyện bình thường nhé. Em đạp, em chạy xe đó, cái em đạp, cái xong em ngưng đạp nữa, cái xe nó có trớn, cho nó trớn, mà nó càng lúc mà cái trớn nó càng mạnh á, thì nhớ tư duy tích cực, đang xuống dốc đó ông, nha. Mà xuống dốc mà không có dừng lại được, có nghĩa là đứt thắng đó. Thầy nói chuyện rất là bình thường, là khi chúng ta tiếp xúc với lại một nơi, một cái nguồn phát ra năng lượng tích cực, thì chúng ta được vừng vừng sức sống, ô bình thường. Cái rồi sau đó ngày mai, ngày mốt, bữa kia, cái tự nhiên mình siêu lại. Cái rồi mình làm gì? Mình lại phải tiếp tục tìm nguồn năng lực, năng lượng tích cực để mình đi tiếp. À, đó là một cách. Nguồn năng lượng ở đâu? Trên Internet có. Fanpage của trường mình có. Em có thể coi lại cái video clip này, cái chương trình này. Em có thể nói chuyện với thầy. Nguồn năng lượng đó đến từ trong em, mà em không biết cách quản lý nó. Thầy chỉ là cái người kích hoạt nó để nó chạy, rồi không có sự kích hoạt cái nó không chạy nữa, nó lại lắng xuống. Nhưng mà nguồn năng lượng thật sự nó ở trong em, chứ nó không phải ở trong thầy. Thầy chỉ là người chọn nó tí xíu. Thế bây giờ câu hỏi là em có thực sự cần chọn không? Không. Cái điều em cần là em cần phải nhận thức, ý thức rất rõ trong em đã có nguồn năng lượng tích cực. Em học cách nuôi dưỡng nó bằng những thông tin tích cực. Một buổi chiều ra ngắm mặt trời thấy nó đẹp, đó có phải là thông tin tích cực không? Mình cảm thấy phơi phới trong lòng. Mình nghe một bản nhạc hay, mình cảm thấy hân hoan trong lòng. Tức là những cái thông tin tích cực bên ngoài nó lại tiếp tục là một cái tác nhân để nó làm cho cái năng lượng tích cực ở trong em nó được sao động lên. Đấy là nguyên lý rất đơn giản. Vì vậy thầy nói với em là thầy cũng giống như là nắng, giống như là gió, giống như cà phê, giống như là một cái chương trình, một cái buổi nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng cái quan trọng là em phải biết rõ trong em nó đã tồn tại một cái nguồn năng lượng tích cực, và hoặc là em cần tác động bên ngoài, hoặc em tự tác động với nó. Nhìn mình trước gương đi, em đẹp ở điểm nào? Soi lại em trong 5 năm vừa qua đi, điều gì em hài lòng về em? Em muốn cảm ơn ai? Nếu một người, ba, mẹ, cảm ơn vì điều gì? Em nhìn lại gia đình mình đi, em nhìn lại xem em có điều gì mà đáng hay, nó hay, nó quý, nó đẹp, nó tốt. Đấy là những nguồn năng lượng tích cực để em đi tiếp. Và đừng bao giờ để cho nguồn năng lượng tích cực nó bị lấn chiếm, áp đảo, đè nén, bóp nghẹt bởi một cái nguồn năng lượng tiêu cực. Bởi vì đấy là sức mạnh của tư duy tích cực. Cảm ơn anh. Thì thời gian cũng sắp hết rồi, chắc mình có một câu hỏi cuối cùng ha. Bạn Trần Thị Minh Phương có hỏi là khi có một sự việc xảy ra, bạn bè em đều lo sợ và bàn luận với nhau rất nhiều. Em muốn mình là người trấn an các bạn thì em nên làm gì ạ? Thầy lại sử dụng một cái phương pháp gọi tên đó là ẩn dụ. Minh Phương có quét nhà bao giờ chưa? Câu trả lời là dạ có. Thế thì quét nhà Minh Phương biết không, hay là Minh Phương sẽ cầm cái chổi và Minh Phương sẽ quét, gom nó lại, xong rồi hôn nó bôi trong cái kia đem đổ. Đã làm chuyện này rồi đúng không? Đức kể. Cái kỹ thuật quét nhà đó nó dạy cho Minh Phương một cái điều nho nhỏ, đó là em phải đứng bên ngoài đống rác thì em mới quét được rác. Ủa, em đứng bên trong đống rác làm sao quét được rác? Mình quét chân mình nè, cái tự nhiên mình thành cái cục rác. No way. Em hiểu ý thầy không? Cho nên là khi mà có bất kỳ cái chuyện gì nó sao động, nó nao nhao, nó mà nó có thể dẫn đến xung đột, nó có thể dẫn đến tiêu cực, nó có thể dẫn đến tan vỡ, đầu tiên và quan trọng nhất, tỉnh táo nhất là gì? Đặt mình ra khỏi tình huống. Cái giỏi nó làm chỗ đó.
mai mốt đi làm đi em sẽ nghe ở leadership, phát triển tiềm năng lãnh đạo. Nó là những cái khoảnh khắc mà mình nhấc mình ra khỏi tình huống để mình nhìn nó sáng hơn, tỉnh táo hơn. Đầu tiên em bước em ra rồi. Muốn dẫn ngang mọi người thì em phải là cái người bình an trước cái đã. Em có thì em mới cho đi. Chứ bây giờ không có, ngồi đó tự nhiên muốn chúng mình dân sao? Chứ không bây giờ mình phải làm gì đây? Cái tự nhiên mình rối giống như tụi nó, cái xong mình kêu tụi nó trấn an. Tụi mày im lặng, mày biết không? Rồi mình hét thiệt to, tao muốn tụi mày im lặng. Không phải cách, bình tĩnh. Và một trong những cách bình tĩnh nhất là gì? Bản thân mình im lặng trước, cười, bước ra. Em, rồi sau đó em quan sát coi ai là nguồn phát tin, ai là nơi nhận tin, ai đang xử lý thông tin. Và nguồn phát tin, nhận tin, xử lý thông tin đó, bao nhiêu phần trăm trong đó là tiêu cực. Việc của em là bóc cái tích cực ra, bơm vô. Bóc cái tích cực ra, bơm vô. Đấy là một người tỉnh táo. Leadership nó nằm nhỏ nhỏ như vậy đó. Nó là những cái gì khi em học, sau này đi làm? Nó là cách động viên, khuyến khích mọi người, motivation, inspire mọi người. Chứ bây giờ mọi người đang rối beng lên, cái tiền vô cái mình rối theo, hoặc là mình xúi mọi người rối thêm. Ở nơi đó nó không đúng. Mình học cách motivate, mình học cách inspire bằng cách mình nhìn được điều tích cực, thấy được điều tích cực, nghe được điều tích cực, cảm được điều tích cực, và lấy cái đó ra, nó mồi ngược trở lại để dùng cái tích cực pha loãng cái tiêu cực. Xong, đơn, dễ hơn chưa? Thầy hy vọng là cái buổi nói chuyện của thầy với cô Thoa trong buổi chiều ngày hôm nay nó sẽ có được một số cái gạch đầu dòng bổ ích cho các em. Và cũng xin thưa với lại quý vị phụ huynh đang xem cái chương trình này, thì cùng đồng hành với nhà trường và các em là hãy luôn luôn cho các em điều tích cực. Và sinh viên của thầy, sinh viên của Phát Lan, các em nhớ, tích cực, tư duy tích cực, nó sẽ dẫn đến hành vi tích cực, nó sẽ dẫn đến kết quả tích cực. Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của mình bằng bắt đầu từ thay đổi tư duy của mình. Gieo suy nghĩ, gặt lời nói, gieo lời nói, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình khi chúng ta bắt đầu thay đổi bằng tư duy của mình. Tư duy tích cực, nhìn tích cực, nói tích cực, cười tích cực, trang phục tích cực, thơm tho tích cực, nó sẽ dẫn đến một loạt những cái sự cộng hưởng tích cực. Chúng ta gặp những người tích cực, nói những câu chuyện tích cực, kể cả và chúng ta sẽ là những tác nhân. Và cái tích cực, cái nguồn năng lượng tích cực ở trong mình, cái niềm vui, cái sự tích cực ở trong mình, đến bây giờ vẫn chưa có một cái nghiên cứu rõ ràng cụ thể, nhưng mà đã may mắn nha, thầy đọc ở đâu đó, cái năng lượng tích cực ở trong mình nó được nuôi dưỡng bởi thông tin tích cực ở trong mình. Và đó, tại lúc này, là một loại thuốc hiệu nghiệm để ngăn chặn cái sự xâm nhập của Covid-19. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay. Cảm ơn quý vị phụ huynh và cảm ơn các bạn, các anh chị giảng viên, đồng nghiệp. Chương trình mình tạm ngưng ở đây nhé. Có bị quá giờ, lố giờ không? Dạ cũng vừa đúng. Vừa đúng hả? Rồi như vậy thì mình là chào nhau theo cái khách của thầy Dũng với lại chương trình đặc biệt nha. Oh yeah. Cảm ơn các em.